chào tất cả quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube Lệ Thơ. Hôm nay Lệ Thơ cũng có mặt tại xóm Rầm Cọ, xã Thân Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hôm nay câu lạc bộ Bốn Mương và đội văn nghệ của xóm Rầm Cọ phối hợp tổ chức hội chiêng mường cũng như là sắc bùa phát rác chúc mừng năm mới. Và hôm nay Lệ Thơ cũng về đây để ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt của câu lạc bộ Bốn Mường cũng như là đội văn nghệ của xóm Rầm. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy theo chân Lệ Thơ lên trên ngôi nhà sàn của người Mường ở đây để cùng trải nghiệm cái văn hóa bản sắc dân tộc ở đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn. Thuật sắc bùa chiêng mường và các loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của dân tộc Mường. Về dự với buổi phục dựng ngày hôm nay có ông Bùi Thanh Bình, nghệ nhân ưu tú, nhà nghiên cứu văn hóa Mường. Nhà báo Nguyễn Tuấn, biên tập viên Hoàng Huyền, các lãnh đạo ban ngành đoàn thể xóm Rầm, câu lạc bộ hát Mường Mường Khụ, câu lạc bộ hát Mường Bay Chim, câu lạc bộ hát Mường Chí Đạo, câu lạc bộ hát Mường Vân Sơn. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Từ tí sáng qua đã chúc thế tao năm đã, trong khá hà là tập trung là từ hàng ngày để ứng, tôi ngày để ngồi đã, mà từ chỗ chuẩn bị từ hà là giờ chiêng từ tí là giá. Dạ.
Giang 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 hồi, giang 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 à, giang 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 bờ nhà ba khoang bốn mái, giang giang cho bụi tận lên mường. Đất mương hà là đất dấu lùm khăng, làng mương hà là làng dấu lùm có, đuổi đông mương hà cả lo cắm móc, ngọt đông mương hà cả lo cắm chăm, mương hà vật mua ba năm y trắng ngày đó, làm lại thốt đình đất mương hà trắng hào lai, làm lại thốt đình đất mương hà trắng hào quê. Lương chi mà vừa hạ nhiên mà vừa ở lời, hạ về nì đều ta đất ơn lời, muôn dân hạ tiêu đa đất ơn lời. Giờ giờ chiêng hồi, giờ giờ chiêng hạ. Phục trưởng nhưng mà phải lá cho nhớ thật ạ. Ô, ai buồn ha, phương qua đi chào cua rồi hai.
là đâu.
Bye.
Thank you.
các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.